Xin mến chào quý khán giả đang xem trên kênh Nhật ký Babucon. Lại là mình đây, lại là trợ lý nhà đẹp NTN đây. Hôm nay mình xin giới thiệu cho quý vị một mẫu biệt thự nhà vườn chữ U 5 gian. Mẫu này là do nhà đẹp NTN đến tư vấn thiết kế tại Cam Lâm, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Đó. Và trước khi mà vào video chính của ngôi nhà này, mình xin gửi một lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã đăng ký kênh Nhật ký Babucon, cũng như khán giả đã xem video này, để lại cho mình những cái nút thích video, những cái bình luận rất là tích cực. Xin chân thành cảm ơn. Và những cái chia sẻ video của quý vị nữa. Đó. Việc quý vị chia sẻ video của mình để nhằm hướng tới những người đang chuẩn bị làm nhà có thể kịp thời để tham khảo và xây dựng mẫu này. Đó. Đó. Và mẫu này thì đang có chiều rộng mặt tiền là 17m và chiều sâu của nhà là 10m. Đó. Ngôi nhà thì đang trong quá trình hoàn thiện nhưng mà rất là đẹp rồi quý vị ạ. Đó. Đấy. Đây là tổng quát xung quanh sân vườn nhà bác. Đấy. Đấy, đây là lại là con ngựa sắt của ba thầy trò mình. Nó luôn đồng hành cùng với ba thầy trò trên khắp mọi nẻo đường. Đấy. Và bây giờ mình xin quay trở lại cái không gian chính của mẫu chữ U 5 gian. Mái Nhật 2 tầng mái. Đấy. Quý vị có thể nhìn thấy được những cái đường nét của các bác thợ ở Cam Lâm làm. Rất là đẹp và... Đấy. Và ở đây sẽ bên ngoài, bên hai bên này sẽ làm hai cái chậu bồn hoa để trang trí bên ngoài mặt tiền của mẫu chữ U 5 gian này. Đấy. Ngôi nhà này thì được làm theo cái phong cách tân cổ nhẹ, cho nên là một vài những cái đường nét, những cái hoa văn phào chỉ. Đấy. Rất nhẹ thôi. Đó. Đấy. Quý vị có thể nhìn thấy được những cái mẫu nhà này thực tế do nhà đẹp NTN đến tư vấn thiết kế này. Đấy, bao giờ thì thầy mình cũng bố trí cho các bác khách là những cái mặt tiền nó rất là đẹp mà nó lại cân đối so với cái ngôi nhà tự xây thì các bác chưa chú ý đến. Đó. Và cái mặt tiền thì nó cân đối cân xứng như khuôn mặt của chúng ta vậy. Nó hài hòa từ cái mắt cái mũi. Đấy, rất là đẹp. Và bên trên phần mái thì sẽ được làm hệ mái Nhật 2 tầng mái này. Đấy. Bây giờ mình xin phép vào chia sẻ không gian bên trong ngôi nhà này. Và ba gian chính giữa này của bác thì đang có chiều rộng là 8m và chiều sâu của sảnh là 2m quý vị ạ. Đó. Cột thì bác làm cột vuông 50. Đó. Trụ cột rất là to. Hai cột giả ở chính, hai bên cột to ở chính giữa. Đó. Và ở đây sẽ là một cái kệ để kê những cái chậu hoa để đi vào lộ minh đường nữa quý vị ạ. Hai bên thì bác sẽ làm một hai cái khuôn tranh rất là đẹp này. Và bây giờ mình xin phép là đi vào từ lội minh đường nhé. Và đây là khu vực không gian chung ba gian chính giữa. Đấy. Bên trên là trần thạch cao này. Đấy. Thì ba gian này thì đang có chiều rộng cũng là 8m và chiều sâu là 6m quý vị ạ. Đó. Và ngôi nhà này thì không thiết kế hậu cung. Hai bên sẽ được bố trí hai cái cửa sổ lấy thoáng cũng như là lấy sáng vào trong căn nhà. Đấy. Bây giờ mời quý vị vào tham quan không gian phòng ngủ số 1. Phòng ngủ số 1 đang có diện tích khoảng 16m². Phòng ngủ rất là rộng rãi. Đầu tường kê vào chính giữa, hai cửa sổ nhỏ ở hai bên. Và phòng ngủ số 2, phòng ngủ này cũng có diện tích khoảng 17m² và thiết kế hệ tổ âm tường này. Đấy. Giờ mời quý vị vào tham quan không gian tiếp theo nhé. Quý vị nào đang chuẩn bị làm mẫu chữ U 5 gian này có thể xem đến hết video để quý vị có nhu cầu tự xây để hãy xem hết video để chúng ta có thể tự xây được. Đó. Đó. Bên trên thì bác làm trần thạch cao, sau là cái ba gian chính giữa này, cái trần thạch cao này có điện đèn led chạy xung quanh nữa, bật lên thì sáng màu sắc quá tuyệt vời quý vị ạ. Giờ mời quý vị sang tham quan không gian tiếp theo. Không gian phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này có diện tích khoảng 14m². Không gian phòng ngủ rất rộng và thoáng mát được. Đầu giường kê vào chính giữa, hai cửa sổ nhỏ hai bên. Đó. Và đây là sẽ là lối đi xuống khu vực vệ sinh chung và cũng như lối đi xuống
khu nhà Nga, khu sân vườn. Và mình đang đứng ở đây là cái khu vực phòng ngủ số 4, phòng ngủ cuối cùng. Phòng ngủ này thì có diện tích khoảng 16m2. Phòng ngủ rất là rộng rãi. Bây giờ mình xin mời quý vị tham quan trở lại không gian mặt tiền mẫu nhà này nhé. Đó, bây giờ mình đang đi lùi lại để cho quý vị ngắm nhìn lại một lần nữa mẫu nhà chữ U 5 gian này. Và cảm ơn quý vị đã xem video tới giây phút này. Quý vị thấy chia sẻ của trợ lý nhà đẹp NTN hay hữu ích, hãy cho mình một nút thích video, một nút đăng ký kênh để mình thường xuyên cập nhật những mẫu nhà ở khu vực nông thôn về để chia sẻ với quý vị. Và quý vị nào cũng có nhu cầu tham khảo bản vẽ ngôi nhà này, xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cho quý vị tham khảo. Đó. Quý vị cần tư vấn phong thủy thiết kế nhà đẹp, xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình. Nguyễn Tất Nhiên sẽ đến tận nhà khảo sát đất và tư vấn phong thủy cho quý vị có một ngôi nhà sang trọng, hiện đại và tiết kiệm chi phí nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và khán giả ở những video sau.